Hôm nay, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, chiến thắng lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Đây là chiến thắng của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, độc lập, dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, biết đánh và biết thắng, đồng thời biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội ta đã đập tan hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hình thức phòng ngự cao nhất của đội quân diệt chinh Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, đập tan ý chí tiếp tục chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Chiến thắng này của quân và dân ta đã giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời phải công nhận độc lập của Lào, Campuchia và rút quân khỏi ba nước Đông Dương. Một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khơi nguồn cho sự vùng dậy mạnh mẽ của các dân tộc thuộc địa, đứng lên đấu tranh, tự giải phóng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Vào tối qua, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước cùng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công quả tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã tham dự chương trình. Chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Mốc Vàng Lịch Sử được chia làm 3 phần: toàn dân ra trận, khúc tráng ca thế kỷ 20 và điểm hẹn hòa bình. 14 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã vẽ lại bức tranh toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ ngay tại chiến trường ác liệt năm xưa. Hình ảnh những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cho chiến dịch, hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ hay trận Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ đã được tái hiện, xen kẽ với những thước phim tài liệu chân thực, kể lại câu chuyện xúc động và rất đổi tự hào về mảnh đất huyền thoại Điện Biên Phủ. Chương trình cũng mang đến cái nhìn về Điện Biên hôm nay, từ chiến trường khốc liệt năm xưa nay dương lên mạnh mẽ trong đổi mới và phát triển. Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình là một lời tri ân bằng nghệ thuật tới các anh hùng, liệt sĩ, tới những thế hệ con người Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Thông qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, vun đắp lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương đất nước. Vào đúng 7 giờ 45 phút sáng nay, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024 sẽ được tổ chức trọng thể tại tỉnh Điện Biên, nơi 70 năm trước đây đã diễn ra trận quyết chiến ròng rã 56 ngày đêm, nơi quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau bài diễn văn quan trọng của lãnh đạo đảng, nhà nước là chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người. Trong đó, lực lượng Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối nghi trượng và khối dân công quả tuyến. Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài sẽ tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1. Đã 70 năm trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ khốc liệt vẫn còn đó. Không chỉ là những tháng ngày khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm dắt, ở nơi tưởng như chỉ có mưa bom lửa đạn mà vẫn có những câu chuyện tình yêu thật đẹp của những người lính. Và chúng tôi đang muốn nói đến sức mạnh của những cánh thư tay đã theo họ vượt qua mọi thử thách của chiến tranh, tạo nên những niềm vui và ký ức trong cuộc sống vẫn trường tồn mãi. Thưa quý khán giả, cuộc vận động quy mô lớn cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An năm 2023, năm đầu tiên triển khai đã ghi nhận nhiều thành công, thu được nhiều hiến kế đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Theo đó, ban tổ chức đã chọn ra những hiến kế hay nhất, thiết thực nhất để trao giải.
Từ ngày phát động 26 tháng 6 đến 30 tháng 11 năm 2023, ban tổ chức đã tiếp nhận 128 hiến kế của 108 tác giả. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức đã chọn ra 10 hiến kế xuất sắc nhất của 10 tác giả thuộc các lĩnh vực kinh tế, tổng hợp, văn hóa xã hội, xây dựng đảng và chính quyền để xếp hạng và trao giải. Nội dung hiến kế đa dạng trên các lĩnh vực, thể hiện nhiều ý tưởng, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của người tham gia hiến kế đối với việc xây dựng, phát triển quê hương Long An. Dự kiến lễ trao giải cuộc vận động cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 sắp tới. Nhằm xúc tiến du lịch, kết nối các chuyến bay đến Phú Quốc, Đoàn Tổng lãnh sự quán và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đã có chuyến tham quan, đánh giá tiềm năng du lịch và hợp tác xúc tiến du lịch tại Phú Quốc. Tại buổi làm việc, ông Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Phú Quốc có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch, phong cảnh Phú Quốc đẹp và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Đây là những điểm mạnh lớn để thu hút khách du lịch đến từ Trung Quốc. Tôi tin rằng thông qua chuyến thăm lần này, nhất là sau buổi tọa đàm trao đổi sáng nay, sẽ thúc đẩy được sự tăng cường hợp tác và phát triển về ngành du lịch trong tương lai gần và sẽ thu hút được nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam tham quan, trong đó có thành phố Phú Quốc. Trong chuyến đi lần này có 20 doanh nghiệp gồm các hãng hàng không. Đại diện các hãng hàng không đề xuất Phú Quốc nên có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể hơn trong việc kết nối chuyến bay cho các công ty du lịch để thiết lập lên những tour tuyến giá cả hấp dẫn đưa khách đến đảo Ngọc. Trong chương trình này thúc đẩy được cái lượng khách tới thì cũng là một cái cơ hội quảng bá cho Phú Quốc là càng ngày càng đông khách hơn nữa. Thị trường khách du lịch Trung Quốc là một cái nguồn khách cực kỳ tiềm năng về chỉ tiêu. Chúng tôi là thấy được một cái cơ hội rất là lớn để mở ra cho Phú Quốc. Và đặc biệt là trong thời gian sắp tới là chúng tôi sẽ chuẩn bị lên một số phương án là lịch chương trình để kích cầu cái lượng khách tới nhiều hơn. Và đặc biệt là kết hợp với Sun Group để tạo Sun World để tạo ra những sản phẩm mới. 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Phú Quốc tăng hơn 200%. Để mong muốn kích cầu khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch đến từ Trung Quốc, chính quyền thành phố mong muốn các hãng hàng không Trung Quốc sẽ kết nối và đưa khách du lịch đến đảo Ngọc nhiều hơn. Địa phương sẽ cam kết có trách nhiệm và hỗ trợ tối đa cho các hãng hàng không đưa khách đến Phú Quốc để tham quan và nghỉ dưỡng. Trước tình hình thời tiết nắng nóng vẫn còn diễn biến phức tạp, nước mặn xâm nhập sâu ở các huyện ven biển và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Lực lượng vũ trang quân khu 9 đã chỉ đạo Cục Hậu cần quân khu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quy động lực lượng, phương tiện, vận chuyển cấp nước ngọt miễn phí cho người dân. Đợt này, Cục Hậu cần quân khu 9 đã cấp gần 1.000 khối nước ngọt cho nhân dân 5 xã của huyện Trần Đề, đồng thời tặng 224 dụng cụ trữ nước cho bà con gặp khó khăn. Những chuyến xe chở nước ngọt mang theo nghĩa tình của lực lượng vũ trang quân khu 9 đã góp phần sẻ chia khó khăn cùng người dân vượt qua mùa hạn, tô thắm truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Lĩnh vực y tế cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Cụ thể là sau đợt phân bổ số lượng nhỏ vaccine 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng vào đầu năm nay. Mới đây, thì tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được cung ứng lượng lớn vaccine để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi. Và trong đợt phân bổ lần này, một số loại tạm ngưng cung ứng trong suốt 2 năm qua cũng đã được triển khai trở lại. Tại Đồng Tháp, sau đợt phân bổ 20.000 liều vaccine 5 trong 1 vào đầu năm, trong quý 2, Đồng Tháp tiếp tục được phân bổ thêm 110.000 liều vaccine chương trình. Hiện với nguồn vaccine đang được từng bước cung ứng dồi dào trong quý 2 và quý 3 theo kế hoạch, số lượng này sẽ đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng, đáp ứng mục tiêu tránh nguy cơ mắc bệnh có thể bảo vệ bằng vaccine cho trẻ. Các trạm y tế sẽ triển khai luân phiên tiêm từ nay đến giữa tháng 5. Phụ huynh cần chủ động theo dõi lịch tiêm, đưa trẻ đến trạm y tế để khám và tư vấn tiêm chủng theo khuyến cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã chuyển cơ quan điều tra xác minh, làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 560 người nhập viện. Theo quy định, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên phải chuyển qua cơ quan điều tra xác minh, làm rõ. Sau khi có kết quả, nếu không truy cứu trách nhiệm, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý vi phạm hành chính. Các trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì băng trên đường Trần Quang Diệu, thành phố Long Khánh, tính đến nay đã có 560 người nhập viện, hầu hết sức khỏe đã ổn định. Từ chiều qua, bến đò sông Hậu tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vượt sông đến thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long lại bất ngờ dừng hoạt động khiến cho người dân bức xúc.
Có thể nói thì đây đã là lần thứ hai. Trong vòng 4 ngày qua, bến đò này bất ngờ dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào trước. Lần đầu thì đò dừng vào sáng ngày 3 tháng 5. Sau hơn 2 ngày hoạt động thì bến đò lại tiếp tục dừng. Tại khu vực bến bên phía thành phố Cần Thơ, ba phà từ 90 đến 100 tấn neo tại bến, nhân viên, tài công, thợ máy ngưng làm việc. Bến bên phía thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng tương tự. Nhiều người dân lưu thông đến bến đò để qua sông phải chọn hướng đi khác xa hơn khoảng 15 km. Trong đó có nhiều người chạy xe đạp, buôn bán, đánh liều vượt sông trên những chiếc ghe nhỏ thiếu an toàn. Nguyên nhân đò chạy và dừng trong những ngày qua liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động giữa đơn vị quản lý và chủ bến đò còn những thủ tục pháp lý chưa rõ ràng. Bến đò ngang từ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ qua lại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã hoạt động 13 năm. Mỗi ngày đò chạy khoảng 50 chuyến với hàng ngàn lượt khách, chủ yếu là người lao động nghèo và buôn bán nhỏ từ Vĩnh Long sang thành phố Cần Thơ mưu sinh. Bến đò dừng hoạt động cũng là lúc nhiều người chấp nhận nguy hiểm vượt sông để mưu sinh. Chiếc ghe nhỏ chở đầy xe đạp và người vượt sông Hậu từ thành phố Cần Thơ đến tỉnh Vĩnh Long. Hơn 10 phút lênh đênh trên sông, sóng nhấp nhô. Tuy nhiên, bà con không có áo phao hay bất kỳ dụng cụ nổi nào. Biết là nguy hiểm nhưng họ vẫn chấp nhận. Đò này là em cảm thấy em sợ lắm. Sợ rồi lỡ mà chìm á rồi lội không được. Vậy thôi, rồi người này đu người kia, kia đu người nọ đó nên sợ. Cô sợ thiệt nhưng mà vì cuộc sống cô phải gắng cô đi làm bữa đầu tiên cho đi cô đi xe đạp này mà đi cô chồng thơ đó. Cô đi bận đi á 4 giờ mà chiều 3 giờ gì nè, về đi về rồi phía là 4 giờ cô mới đi qua bển nữa. Nếu mà không có đò thì bà con đi bất tiện lắm, đi đường cầu đi bọc cầu bất tiện lắm luôn. Mà em đang giao dừa em cũng phải gắng xuống đây chạy nặng đưa cho bà con ta về. Đã rồi 12 giờ chưa mấy, chưa tới giờ luôn á. Đâu có về được. Có nhiều bà muốn khóc rất là đi tới Bến Hòa là hết tiền luôn rồi, đâu có tiền đâu về. Tội nghiệp cho ta. Chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự được ghi nhận tại một số địa phương. Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ dân ở số nhà 182, phường An Hòa do ông Trịnh Duy Tư làm chủ hộ. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Trí và Nguyễn Ngọc Vinh cùng ngụ thành phố Sa Đéc bắn 5 con chó cho ông Tư. 2 đối tượng khai nhận đã dùng súng bắn điện bắn trộm chó tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chủ hộ là ông Tư cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Còn tại Vĩnh Long, Tòa án Nhân dân tỉnh này đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khánh Duy, giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện Trà Ôn với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo nhận mức án 15 năm tù. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian làm việc tại ngân hàng, bị cáo Duy tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư cổ phiếu nhưng bị thua lỗ. Do không có khả năng trả nợ nên từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022, bằng thủ đoạn là cần vay tiền đáo hạn ngân hàng với mức lãi suất từ 2 đến 5 ngàn đồng trên 1 triệu đồng một ngày, bị cáo Duy đã lừa được 8 người và chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Không thể thiếu những cập nhật về thời tiết trong những ngày nền nhiệt tăng cao như hiện nay. Chào ngày mới chị Hồng Dao, khu vực Tây Nam Bộ hôm nay còn nắng nóng diện rộng nữa hay không ạ? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Nắng nóng ngày hôm nay tuy có giảm cường độ nhưng mà dự báo vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng trong trưa và chiều nay ở khu vực Tây Nam Bộ, như là tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tân An, Cao Lãnh và Châu Đốc, phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 36 độ C. Các nơi khác như là tại Rạch Giá, Bạc Liêu và Cà Mau, 34 độ C, giảm hơn một chút nhưng mà trời vẫn nóng rõ. Về chiều tối thì mưa rào có thể xuất hiện ở một vài nơi. Trời còn nắng nóng như vậy thì quý vị lưu ý là sử dụng điện tiết kiệm với một số cách sau đây. Nên sử dụng đèn LED tiết kiệm điện hơn là loại bóng đèn dây tóc. Và với máy tính thì hãy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính, đó là Screen Save. Như vậy thì có thể giảm được khoảng 55% lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian tạm ngừng sử dụng máy. Tại thành phố đảo Phú Quốc trong ngày hôm nay dự báo là vẫn nắng mạnh và nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày 33 độ C. Lưu ý về chiều tối là mưa dông sẽ xảy ra ở một vài nơi nên là nhiệt độ hạ xuống còn 28 độ C. Trên biển, dự báo trong khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo, ngày hôm nay trời nắng đẹp, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió nhẹ, biển êm.
Nhân quả giải trí ngày hôm nay có gì nổi bật, hãy cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mở đầu phần tin nhân quả sáng nay vẫn sẽ là những hoạt động hướng về ngày đặc biệt của tháng 5, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Và cũng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm ảnh và giới thiệu sách ảnh với chủ đề Điện Biên Phủ xưa và nay. Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay gồm 100 tấm ảnh được lựa chọn trong hơn 300 ảnh từ cuốn sách ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay. Sự kiện diễn ra đến hết ngày mai 8 tháng 5, sau đó được đưa về triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh và đưa đi các quận, huyện cùng các đơn vị quân đội. Cùng với triển lãm, sách ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay được Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh xuất bản nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là tác phẩm được lựa chọn công phu từ nhiều nguồn tài liệu, tư liệu, hình ảnh quý giá đã tái hiện khái quát, sống động, truyền cảm về trận thắng lịch sử hào hùng của dân tộc. Triển lãm giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh về Điện Biên, đồng thời quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch của địa phương. Còn với điện ảnh thì bộ phim Đào Phở và Piano chắc hẳn đã không còn xa lạ với khán giả của miền Tây hôm nay, đúng không ạ? Và cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bộ phim này cùng nhiều phim lịch sử khác sẽ được phát miễn phí tại rạp chiếu điện ảnh Quân đội Nhân dân. Các bộ phim chiếu trong dịp này đều gần gũi, dễ tiếp cận khán giả. Trong đó, phim Đào Phở và Piano lấy bối cảnh Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm cuối năm 1946, đầu năm 1947, ca ngợi tinh thần của chiến sĩ nhân dân Hà Nội thời bom đạn. Bộ phim này thời gian qua đã bất ngờ tạo cơn sốt vé. Ngoài Đào Phở và Piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn, ba phim truyện được chọn chiếu dịp này là Hoa Ban Đỏ, Sống Cùng Lịch Sử và Ký Ức Điện Biên. Thông qua những tác phẩm điện ảnh mang dáng hình đất nước, đây cũng là dịp để chúng ta có thể nhớ lại một thời đấu tranh hào hùng của thế hệ ông cha, từ đó phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Miền Tây Hôm Nay buổi sáng cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.